Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị khán thính giả và xin chào đón các quý vị tham gia theo dõi chương trình Facebook Live tọa đàm bàn tròn trực tuyến thứ năm tuần này với chủ đề là điểm các sự kiện được quan tâm chú ý ở trong tuần. Các sự kiện đó trước hết đó là vấn đề khoan dầu ở trên Biển Đông. Tiếp theo là sự kiện công bố kết quả thanh tra đất ở Đồng Tâm. Và tiếp theo sẽ là phần bàn luận liên quan tới bản án với nhà hoạt động nữ của Việt Nam, bà Trần Thị Nga. Và chúng tôi xin phép được giới thiệu các khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Lúc này ở trong studio chúng tôi tại London, chúng tôi xin phép được trân trọng giới thiệu có cựu đạo diễn truyền hình Song Chi. Bà là nhà báo tự do đến từ Oslo của Na Uy. Ngoài ra chúng tôi còn có sự tham gia của nhà báo, nhà nghiên cứu, chuyên gia về Biển Đông, ông Bill Hayton. Lúc này thì tham gia qua điện thoại viễn liên và đường dây trên mạng Internet thì chúng tôi có sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao. Ông là nguyên Phó Vụ trưởng Ban Biên giới Chính phủ Việt Nam và hiện nay thì ông là Viện trưởng của Viện Nghiên cứu Pháp luật, Chính sách và Phát triển. Một khách mời nữa của chúng tôi đó là nữ phóng viên Thùy Linh sẽ tham gia chương trình từ Bangkok. Và thưa quý vị, như quý vị đã biết thì tuần này thời sự khu vực Đông Nam Á nóng lên với cái những diễn biến liên quan đến vấn đề về khoan dầu ở trên Biển Đông và cái tranh cãi được cho là giữa Việt Nam và Trung Quốc. Lúc này thì ở trong studio chúng tôi có ông Bill Hayton. Nhưng chúng tôi trước hết sẽ mời quý vị theo dõi một cái clip của cái người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Lục Kháng, về vấn đề này. Và xin mời bộ phận kỹ thuật chạy cái clip đó. Vâng, có lẽ là chúng tôi đang chuẩn bị để chạy cái clip đó. Có thể là trong một lát nữa thì sẵn sàng. Và xin mời quý vị sẽ theo dõi. Vâng, xin mời các quý vị theo dõi cái clip đó của ông Lục Kháng là phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Cho ông Bill Hayton. Thưa ông Bill Hayton, trong tuần này thì ông đã có một số bài báo là được đăng ở trên BBC News. Bill Hayton, thank you very much for joining our program today. And this week you have reported some articles on the BBC News, mm-hmm. and Vietnamese service have also translated and published them on our website. And one of them is first of all is talking about that Vietnam. Well, it seems that Vietnam has to halt, to stop, you know, its drilling at the area. And yesterday you have also một cái bài thứ nhất thì anh Bill Hayton trong tuần này thì đã viết có mấy bản và xuất bản ở trên BBC News. Sau đó thì BBC Việt ngữ cũng đã có chuyển dịch sang tiếng Việt để giới thiệu cùng các quý vị. Thì trong đó có cái bài là Việt Nam phải ngưng khoan dầu khí ở Biển Đông. Ngày hôm qua thì ông Bill Hayton cũng đã có một bài thứ hai. So yesterday you have the second article and then you answer to our questions. Là ông Bill Hayton, tác giả, đã trả lời BBC trong cái bài là Biển Đông làm rõ tin Việt Nam phải dừng khoan. Và bây giờ thì chúng tôi có câu hỏi cho ông Bill Hayton như sau. Okay, ông Bill Hayton, you know that if you watch the Reuters this week and Reuters have an article say China urges how to oil drilling in disputed South China Sea. Chúng tôi đang hỏi ông Bill Hayton vì có một bài viết ở trên trang trên Reuters nói rằng là Trung Quốc thúc giục việc là dừng cái khoan dầu ở trên cái khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Và trong này có một cái câu họ nói là tuần này thì BBC đã đưa tin rằng Việt Nam đã phải dừng việc khoan ở đó sau khi có những cái đe dọa từ phía Trung Quốc, nhưng mà không có những nguồn tin độc lập và cũng không có những cái giới chức chính thức nào của Việt Nam hoặc là cái hãng Repsol là đưa ra cái bình luận về cái tin đó. Thì chúng tôi sẽ hỏi ông Bill Hayton là ông bình luận ra sao về chuyện này. So this week, you know, that Reuters said that BBC has reported that Vietnam had halted drilling there after Chinese threats. But there was no independent confirmation and neither Vietnamese officials nor Repsol made any comment on the report. How do you comment on this?
Well, I think everybody's in a very difficult situation right now. Nobody wants to confirm this and maybe upset people in Vietnam, or for that matter, the government in China. At the same time, there's also a commercial arrangement here. Repsol have spent tens, maybe hundreds of millions of dollars drilling for gas in this site. Who's going to pay those costs? Vâng, chúng tôi xin phép được lược dịch cái ý kiến của ông Bill Hayton. Ở đây thì ông nói rằng là đây cũng là một cái thời điểm mà nó cũng khá là gọi là tạm gọi là khá là khó để mà đưa ra các nhận xét, nhưng mà rõ ràng đây cũng có một cái chi tiết nó liên quan đến việc sẽ làm cho bên phía Việt Nam là cũng ông dùng cái từ gọi là upset, tức là làm cho phía Việt Nam cũng có thể là phải lo lắng, phải buồn hay gì đó. Thì nhưng mà ngoài ra thì ông cũng nói là cũng nên để ý về khía cạnh là về thương mại, thì ở đây là cái hãng Repsol đấy thì cũng đã có cái đầu tư hàng trăm triệu đô la Việt Nam. So my information, which is coming from the energy industry, it's not coming from the Vietnamese government, is that the drilling ship discovered a sizable gas field in this area. And because they hit gas, they can't simply stop drilling and go away because it might explode. So they have to do technical things to stop, to literally plug cement into the well before they can disappear. Vâng, và ông nói rằng là về cái thông tin mà ông ấy có được thì ông đã tiếp cận cái nguồn là từ cái bên công nghiệp về dầu khí, và ông nói rằng là ở đây thì cái bên mà họ đã tiến hành cái hoạt động công nghiệp đó thì họ đã tiến hành việc khoan, và dường như là họ đã tiếp cận được với cái khí ở đấy. Và ông nói rằng là vì cái lý do kỹ thuật người ta không thể là người ta tiếp cận đấy, người ta có thể rút ra được ngay được. Okay, but there is also some discussions saying that why don't you let's say contact and ask directly Vietnamese authorities, or maybe you can ask for the related thing because it's the Chinese threats, or so ask also directly the Chinese authorities. Or have you contacted with the Repsol or not? Can I translate? Cái câu hỏi chúng tôi là để nhắc lại một số những câu hỏi các quý vị khán thính giả. Khi mà ông Bill Hayton đưa bài này ra thì nói rằng không biết ông Bill Hayton đã hỏi trực tiếp giới chức Việt Nam hay chưa. Thứ hai là ông có hỏi, ông cũng nói là đây là có cái đe dọa từ phía Trung Quốc chẳng hạn như thế, thì ông đã hỏi về phía chính quyền Trung Quốc hay chưa, và ông có hỏi trực tiếp doanh nghiệp ở đây là Repsol hay chưa? Well, as you already pointed out, there's no Vietnamese government statement, and the press conference for today is not being held. Repsol are not saying anything. The drilling company Odfjell are not saying anything. And we have a very, very bland statement from the Chinese government. Okay. Và ông nói rằng là thì như là tin tức nghe được thì cho tới nay, nếu không gì khác thì là chúng tôi lược dịch thoại, thì nói rằng là vẫn chưa có những cái gọi là các cái tuyên bố chính thức nào từ phía của chính phủ Việt Nam, chính quyền Việt Nam. Rồi thì phía Repsol thì cũng không có đưa ra cái bình luận gì thêm. Và phía Trung Quốc thì một số những cái bình luận của họ cũng, ông ấy nói là cũng không có hoàn toàn là gọi là đặc sắc, sâu xích chi tiết gì lắm. Well, anyway, tiếp theo câu hỏi tiếp theo chúng tôi muốn hỏi ông Bill Hayton là nếu như có thực sự là có cái chuyện Trung Quốc đe dọa như vậy và Việt Nam vì lý do nào vì đó mà rút ra như vậy, rút cái chuyện khai thác như vậy và yêu cầu cái hãng của nước ngoài rút ra như thế, thì nó ảnh hưởng thế nào tới cái gọi là cái vị thế của Việt Nam, cái uy tín của Việt Nam đối với các cái nhà thầu, những hãng thầu của quốc tế như thế, và như thế thì có phải là có thể chính quyền Việt Nam sẽ bị yếu đi hay không? Mặc dù trước đây chúng biết rằng là dường như là Việt Nam đã bỏ qua một số những cái được cho là đe dọa Trung Quốc và tiếp tục tiến hành các cái hoạt động hoặc các thỏa thuận của mình. So the next question is, Bill Hayton, is what do you think if everything is real like that under the real threats and the Vietnamese government authorities have truly move that and also convinced or persuaded, you know, let's say Repsol in this case, I mean in Russian explorers or things like that, to remove from that. If all of that happened, then is that a weak signal for the Vietnamese authorities? Is that serious or not? Because, you know, in the past it seemed that Vietnam has not listened or followed the Chinese threats in the past. Well, I think there are two points here. One is this current drill, which seems to have been stopped now. But the other more serious point is that I heard that Vietnam had to promise never to drill in this part of the sea again in the future. Now, that's a much more serious issue because this is a what's called an appraisal well,
where the company just finds out how much gas there is there. But if they are promising that they will never drill there in the future, that's a much more serious issue. Tôi xin nhấn mạnh một ý ở đây, tức là ông nói rằng là ở đây thực ra thì có một cái vấn đề rất là quan trọng. Nếu như mà Việt Nam đã hứa hẹn rằng là sẽ trong tương lai sẽ không khoan ở cái khu vực đó, mà khu vực này có thể được hiểu ở đây là có thể là Trung Quốc, họ nói rằng đấy là cái thuộc cái quyền của họ, đây là tranh cãi. Nhưng nếu Việt Nam, chính phủ Việt Nam hứa đó như thế và không thực hiện nữa thì sẽ có thể là một vấn đề rất là hệ trọng. The next question Bill Hayton is, cái câu hỏi tiếp theo chúng tôi hỏi ông Hayton là như này: có một số tin họ nói rằng là chúng tôi chưa thể xác định được, nói rằng là đây không chỉ là cái chuyện là Trung Quốc đe dọa, mà có một cái nguồn tin nào đó nói rằng là Trung Quốc đã tới tấn công Hẳn Hòi đấy, và ở một cái cơ sở khai thác dầu trên cái khu vực tranh chấp này. Thì không biết là ông có bình luận về cái chuyện đó hay không, đã có sự tấn công thực sự hay là chưa. So that is some, you know, sources saying that there was not only the threat, but there was action taken already by the Chinese, you know, authority, and someone, the Chinese had attacked already on some of the facilities in the area during this event. Have you any comment on that? I have heard nothing about this. I've heard the same story that you've heard, that there was some kind of incident, but it obviously was not a major incident, otherwise I think we would have heard more about it. So if it happened, I think it may have been symbolic. Ông nói rằng là ông ấy cũng nghe thấy một số cái nguồn như thế, nhưng mà chưa có cái gì gọi là để mà khẳng định cái chuyện đó là có hay không là như thế. That is also Can I say something else? Oh, yes, please. Yeah. Okay. I mean, what I heard, and everybody, all your listeners will understand, that we never know for sure about what happens inside Vietnamese politics. There are lots of rumors. So I'll begin by saying that. But I've heard a rumor which is interesting. Okay. Ông nói rằng là cũng khó có thể bình luận gì nhiều về một số những cái tin đồn về cái chính trị nội bộ Việt Nam, nhưng mà ông cũng nghe thấy một số những cái một cái nguồn nào đó mà khá là thú vị. Okay, please say it. So what I have heard, and I have no way of knowing if this is true, is that when the Politburo discussed this issue, 17 of the 19 members wanted to carry on with the drilling, but two didn't. And those two were the General Secretary, Mr. Chom, and the Defense Minister, Mr. Lick. Okay. Và ông nói rằng là ông có nghe được nguồn tin nói rằng là ở trong cái Bộ Chính trị Việt Nam thì đã có một cái họp về cái vấn đề này, và 17 trên 19 vị ở đó thì đã đồng ý với chuyện là tiếp tục là khoan. Ở đây trường hợp này, Ivan Standby thì Repsol, là Repsol tiếp tục sẽ khoan. Nhưng mà có hai vị ở trong số 19 vị Bộ Chính trị này ấy, thì đã không đồng ý cái đó. Và ông nói tên này là ông Trọng, chúng tôi hiểu là Nguyễn Phú Trọng, và hai là ông Lịch, là ông Ngô Xuân Lịch, là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. So I have no way of knowing if that is true, but I'm getting it from, you know, people who are right about other things. So you know, I think it's worth mentioning that the people who really decided this were the General Secretary and the Ministry of Defense. Vâng, và ông ấy nói thêm đây, chúng tôi cũng xin lược dịch. Thực ra mà nói ở đây thì là kể cả ông Bill Hayton và chúng tôi thì cũng chưa có cái nào để mà gọi là confirm, để mà xác nhận những cái nguồn thông tin này như thế cả. Can I ask you one last question? Có một số những cái tin tức họ nói rằng là vừa rồi là cái việc mà rút cái chuyện giàn khoan đấy, thứ nhất là nó không phải nằm ở trong cái vị trí mà ông Bill Hayton nói, và thứ hai người ta nói rằng đó là lý do là thời tiết do bão người ta rút đi chứ không phải lý do khác. Bill Hayton, there are some sources in Vietnam saying that, you know, the latest, you know, move was not for the politics or anything, but it was kind of it's the stormy season and they have to move that. And number two is they said that the location cited in Bill Hayton's article is not the right one. So what do you comment on that, or how do you comment on that? Well, on the second point, I mean, Repsol have a number of different operations in offshore Vietnam. They bought this company Talisman, a Canadian company, in 2015. And so they have operations in different blocks. So, for example, they have another one, 0703, which is very close, in fact, next door to 13603, which is the one we're talking about. But it's definitely 13603, which is the one that's causing the trouble right now. Okay. Trước hết là nhà báo Bill Hayton trả lời thế này, tức là cái hãng Repsol ấy thì họ đã có mua lại cái Talisman Việt Nam vào năm 2015, và họ đã có nhiều những cái hoạt động thăm dò khác nhau ở khu vực, và ở đây thì chẳng hạn trong đó họ có một cái lô là 0703 và nó nằm ở bên cạnh cái lô 13603. Thế nhưng mà cái mà ông ấy đã bàn trong bài báo của ông ấy, mà đã bình luận trong bài báo đấy, là nó thấy ra ông khẳng định là ở cái lô 13603. Okay.
Yeah, right. So I'm confident that this is the right well, and I heard that the Vietnamese government was asking Repsol to come up with a technical excuse for stopping the drilling, that they wanted a reason they could come and they could announce, you know, that because there were problems with the well or something like this or the bad weather, that they had to stop drilling. But Repsol refused to say that. Ông nói rằng là ở đây ông ấy hoàn toàn là confident, tức là ông hoàn toàn tự tin khẳng định rằng là cái điểm mà ông nói ở đây, cái lô 13603 mà ông đề cập tới là hoàn toàn là chính xác. Và ông nói rằng một số cái lý do cái nguồn khác này nó đưa ra rồi này nọ, kể cả vấn đề về thời tiết này nọ, nhưng mà phía Repsol không nói như vậy. My last question, because you have also answered BBC Vietnamese. Một cái câu hỏi cuối cùng nữa, xin phép được hỏi ông Bill Hayton ở đây, tức là có khi gợi ý nói rằng là nếu như trong trường hợp có thật là việc là chính quyền Việt Nam do sức ép của Trung Quốc mà phải yêu cầu Repsol rút ra khỏi cái vị trí khoan đó, rút ra như thế đấy, và như thế đấy thì và có người nói rằng là Việt Nam sẽ phải chính phủ Việt Nam sẽ phải bồi thường cho Repsol tới cái khoản tiền rất là lớn, có thể có người nói đến tỷ đô la, thì không có bình luận gì hay không. Someone said that the final question, they said that if in this case that there is a real threat from under the real threat from China, and then the Vietnamese government authority have to ask Repsol to remove everything from that, and that will be the question on compensation. Mm-hmm. And someone said that compensation could be very huge, big, $1 billion. Mm-hmm. Can you comment on that? Well, I mean, I have heard that the value of the gas it's a sizable field, is what they've discovered. Repsol will be very happy to exploit this field. I mean, obviously, there will have to be discussions about compensation. Repsol has other activities in Vietnam, so there may be some way of balancing the investments and the costs. But, you know, we have to look at the detail of the contract. $1 billion, is that more or less? Well, I mean, you know, that kind of number is what I've heard, the value of the gas there. But you'd have to look at the details of the contract, you know, kind of who's, you know, responsible for the costs. Okay. Chúng tôi xin lược dịch thôi, lược dịch thật nhanh, và chúng tôi sẽ có một câu hỏi với khách mời Song Chi ở trong này bây giờ. Là ông nói rằng là ông cũng nghe thấy cái đó thôi, là nó khoảng trên dưới như thế, khoảng tức là người ta nói khoảng roughly là khoảng độ 1 tỷ như thế, nhưng mà ông cũng nói rằng là vì Repsol cũng có những cái hoạt động khác, cũng có thể có những cái cam kết khác với Việt Nam, cho nên có thể hai bên sẽ sắp xếp, sẽ thu xếp với nhau. I have one more question, but we go to Song Chi. Bây giờ chúng tôi xin phép được đặt câu hỏi với khách mời chúng tôi là cựu đạo diễn truyền hình Song Chi, nhà báo tự do đến mời đến từ Na Uy. Thưa bà có nhận xét thế nào về cái quan sát, nhận xét bà thế nào về cái truyền thông của Việt Nam, cái phản ứng của chính thức của chính quyền Việt Nam trong cái vụ tranh cãi này? Thật ra thì cho đến hôm nay, tại vì mình rời Oslo mấy bữa nay, thì cũng không thường xuyên vào đọc tin á, vì bận, thì mình không biết là cho đến hôm nay thì có được cái thông báo chính thức nào từ phía Việt Nam hay chưa. Nhưng mà trước đó là hoàn toàn không có gì cả, một sự im lặng, hoàn toàn là im lặng. Thì chỉ có tất cả là chỉ có cái thông tin từ phía bên ngoài, ví dụ như chúng ta thấy là BBC có một số bài báo, rồi các cái tờ báo này nọ kia của quốc tế, và chúng ta thấy trên mạng. Còn về phía chính thức, về phía nhà nước Việt Nam thì hoàn toàn không có gì cả. Và nếu như nãy giờ chúng ta nghe thấy nhà báo Bill Hayton nói mà nếu thực sự rằng Việt Nam cam kết sẽ không, trong tương lai sẽ không khai thác dầu ở khu vực này, thì điều đó là còn nghiêm trọng hơn nữa. Bởi vì như thế có nghĩa là mình đã từ bỏ chủ quyền trên biển của mình. Ngay như thế có nghĩa là về tính về mặt hậu quả là nó rất là nghiêm trọng. Không phải chỉ về vấn đề kinh tế không. Tức là kinh tế thì trước mắt sẽ phải đền bù một số tiền thì rất lớn rồi. Không biết là cái sự thương lượng giữa hai bên thì sẽ như thế nào. Thì mình không biết, nhưng chắc chắn là phải đền bù. Nếu mà con số thực tế là vài trăm triệu đô la là ít. Đây là về mặt kinh tế. Thứ hai nữa mà nói rằng nó tạo một cái tiền lệ là Việt Nam không thể bảo vệ được cái chủ quyền của mình ngay trong cái việc mà đặc quyền kinh tế của mình như, trên cái vùng lãnh hải của mình như vậy. Thế thì trong tương lai làm sao các cái tập đoàn khác họ dám làm việc với Việt Nam nữa? Họ sẽ không dám, mà trong khi thực tế thì hoàn cảnh Việt Nam hiện nay kinh tế là chúng thấy là rất cần, đang rất là kinh tế rất là quẫn bách, và chúng ta thực sự cần có cái việc khai thác dầu như vậy, nhưng mà lại không dám khai thác. Thì như thế là về mặt uy tín, là về mặt tương lai, về lâu về dài là rất là tai hại. Đó là chưa kể là về mặt đối nội thì nó lại làm tăng thêm cái sự nghi ngờ của cái người dân đối với lại cái khả năng của nhà nước là không thể bảo vệ chủ quyền của mình. Thì nó sẽ gây ra rất nhiều cái tai hại. Thực sự là như vậy, và nếu đúng là chúng ta cam kết là không trong tương lai cũng không khai thác, thì như vậy rõ ràng là từ bỏ cái chủ quyền của mình rồi.
Vâng, xin cảm ơn ý kiến bình luận từ studio của nhà báo Song Chi. Chúng tôi sẽ có một câu hỏi với ông Hoàng Ngọc Giao. Bây giờ nhưng mà chúng tôi xin hỏi thật nhanh ông Bill Hayton. What Bill Hayton, you said that we are very interested in the number. You said that 17 out of 19 say yeah, they say yes, continue to for the drilling. But two of that out of that said no. Ông Bill Hayton có đưa con số mà chúng tôi khá là quan tâm, nói rằng là cái nguồn tin nói rằng trong cái bộ chính trị vừa rồi nói là có hai người là nói rằng có hai cái phiếu trong đó là đây ông nói là ông Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư và ông Ngô Xuân Lịch là bộ trưởng quốc phòng là không đồng ý để cho Repsol tiếp tục là hoạt động khai thác, trong khi là có 17 trên 19 thì là đồng ý tiếp tục. Tại sao mà chỉ có thiểu số như thế mà nó có thể ảnh hưởng tới cái chuyện là Repsol phải rời đi thưa ông? You said that but 2 out of 19 is a very obvious minority. How could that, you know, influence on this, you know, decision? Well, I'm told that the argument that convinced everybody was the argument that the United States under Donald Trump could not be relied upon to help Vietnam in this situation. And contrasting that with the idea that under Hillary Clinton, perhaps there would have been more support coming from the US. So Vietnam would have faced China alone. I think this is the, what, this was the most important argument. Có một ý như này chúng tôi xin lược dịch, ông nói rằng đây nó liên quan đến chuyện là cái thay đổi về cái quan hệ quốc tế, và ông nói rằng là cái chính quyền của ông Mỹ, Mỹ bây giờ dưới sự lãnh đạo của ông Trump nó khác với ông Obama. Trước đây ông Obama như quý vị biết là đã có những cái động thái được cho là khá là ủng hộ mạnh mẽ hơn, và Việt Nam có thể là dựa vào đó, nhưng bây giờ thì ông dùng cái từ tức là có thể Việt Nam là alone, tức là cô đơn hơn, đơn chiếc hơn. The idea, I think, is that, you know, Vietnam was vulnerable. Maybe the Minister of Defense was advising about the difficulties of defending Vietnamese bases in the Spratly Islands. And maybe people realized they were in a difficult situation. Vâng, và ông nói tiếp rằng là có thể là do cái câu chuyện như thế cho nên là ông Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch thì đã phát giảm tín hiệu, nói rằng có thể là cái tính dễ tổn thương. Bây giờ chẳng hạn anh cô đơn như vậy, Mỹ đã thay đổi dần và như thế thì mà một mình như thế thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều, tổn thương rất nhiều, khó khăn rất nhiều, đặc biệt là bảo vệ khu Trường Sa, nên có thể như vậy. And obviously this has implications for the role of the United States in the region. If countries like Vietnam don't believe that the United States will be there to help them, then they, you know, what will they do? Will they have to become, you know, partners of China instead? OK. Và cái này mặt khác thì theo nhà báo Bill Hayton thì cũng có thể phát ra một tín hiệu khác, nói rằng là đây vấn đề đặt với Hoa Kỳ là bây giờ nếu Hoa Kỳ như vậy thì những cái nước ở trong cái khu vực đấy, chẳng hạn như trong trường hợp này là Việt Nam chẳng hạn, thì bây giờ nói cái khác là bây giờ họ biết dựa vào đâu, họ như thế nào, hay là bây giờ họ phải đi quy phục Trung Quốc thôi hay như nào? Thì đấy là cái câu hỏi đặt ra. So, all right. So, thank you very much, Bill. Okay, lovely. Thank you. Xin cảm ơn anh Bill. Hayton. Bây giờ thì chúng tôi xin được nghe cái ý kiến bình luận của Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao. Ông đã nghe các ý kiến của các vị khách mời ở đây, ông Bill Hayton cũng như là của nữ luật viên Song Chi và theo dõi diễn biến, thì ông có cái bình luận gì hay không? Xin mời ông ạ. Vâng. Trước hết tôi xin bình luận như này. Sau khi nghe các thông tin thì cái điểm thứ nhất đó là cái sự kiện xảy ra ở cái lô 13603 đấy, ở bãi Tư Chính đấy. Cái sự việc đó xảy ra thì cho đến thời điểm này truyền thông chính thức của nhà nước không hề đưa tin. Tuy vậy trên mạng xã hội thì thông tin rất là nóng bỏng và rất nhiều người dân đã bày tỏ cái sự lo lắng cũng như là thất vọng rất lớn của mình đối với cái việc truyền thông nhà nước tại sao không minh bạch, tại sao không đưa tin về một cái vấn đề có thể nói là sống còn liên quan đến cái chủ quyền lãnh thổ quốc gia như vậy. Thì đấy là cái ý thứ nhất mà tôi muốn truyền tải. Thế thì chính vì cái vấn đề không minh bạch đó đấy, cho nên là khi mà có những cái thông tin như là nhà báo Bill Hayton đưa đấy, chạy đến 15. Cái câu chuyện này đã được đưa ra bộ chính trị để chạy đến 15 đi. Ban luận. Và trong đó là chỉ có 2 vị là phản đối, là 19 vị là đề nghị vẫn tiếp tục cái việc mà cho Repsol làm ở cái vùng thềm lục địa, còn 2 vị thì là 2 vị chịu trách nhiệm gọn hai đề tài lớn nhất vẫn làm hai cái gọn đi. Vâng, xin cảm ơn ý kiến vừa rồi của Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao. Thế mà quý vị đang không nghe được đúng không ạ? Dạ vâng, tôi không nghe được. Nghe được ạ. Ông có muốn nói thêm một ý gì được không ạ? Ông có muốn nói gì nói thêm. Tôi đang nói mà. Dạ vâng, thế xin mời ông nói tiếp ạ. Okay. Vâng.
Thế thì đấy là cái việc mà với một cái thông tin như vậy đấy, thì theo tôi về mặt chính trị rất là không tốt cho cái thể chế của Việt Nam hiện nay. Bởi lẽ đất nước này dưới cái sự lãnh đạo của Đảng, thế mà trong khi đó đấy, thì cái thềm lục địa mình đang thực hiện cái quyền của mình rất chính đáng, mà sâu xuống Việt Nam cách xa Hoàng Sa. Hoàng Sa thì họ đã chiếm rồi, và bây giờ họ xuống sâu hơn nữa mà lại có cái thông tin rằng là gì, Việt Nam là dường như là sẽ cam kết là trong tương lai sẽ không tiếp tục khoan. Và cái điều này nó nguy hại cả về mặt pháp lý sau này. Bởi vì với một cái động thái như vậy đó, cái việc mà yêu cầu Repsol dừng đấy, thì nó sẽ là một cái chứng cứ trong tương lai. Nó gọi là de facto evidence là gì? Anh đã thừa nhận bằng cách công nhận là anh không có cái quyền ở cái thềm lục địa đó. Thì như vậy rõ ràng là nó nguy hại cho cả cái câu chuyện đấu tranh pháp lý sau này. Đây là một vấn đề rất lớn. Trong khi đó thì nhân dân Việt Nam không được biết đến. Thì cái này theo tôi là nó sẽ ảnh hưởng lớn vô cùng đến cái dư luận xã hội ở Việt Nam. Thất vọng với lại cái cách thức và đường lối lãnh đạo của Đảng, của nhà nước trong cái công cuộc bảo vệ chủ quyền. Thì đó là một cái bình luận của tôi. Xin phép có ý kiến lên đây. Vâng, xin cảm ơn ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao. Và quý vị đang theo dõi chương trình tọa đàm bàn tròn trực tuyến trên kênh Facebook Live của BBC Việt ngữ với chủ đề tuần này có là điểm các cái sự kiện thời sự đáng quan tâm và chú ý Việt Nam. Trong đó có cái sự kiện khoan dầu Biển Đông, rồi thì bản án với nữ hoạt động Trần Thị Nga. Vì cái thời gian ngày hôm nay chúng tôi bắt đầu hơi muộn, cho nên là cái nội dung về cái vụ Đồng Tâm có lẽ chúng tôi xin phép các quý vị là phải chuyển sang một cái chương trình khác hoặc là sau. Rất xin lỗi các quý vị. Thưa quý vị, như quý vị đã biết thì trong tuần này đấy thì một nhà hoạt động nữ của Việt Nam ở Hà Nam thì đã bị tòa án nhân dân của tỉnh này kết án là 9 năm tù giam và 5 năm quản chế, đó là nhà hoạt động Trần Thị Nga. Và cái tin tức này thì đã thu được cái sự quan tâm và thậm chí là quan ngại của khá nhiều bộ phận trong cái công luận, dư luận của quốc tế và khu vực cũng như ở Việt Nam. Bây giờ thì chúng tôi xin được nghe ngay lập tức đây, nếu có thể, được cái bình luận của bà Song Chi. Nhưng cũng xin nói luôn với quý vị là cái vụ của bà Trần Thị Nga ngay trước đó đấy thì là đã có một cái vụ xử mà tuyên án 10 năm với một nhà nữ hoạt động khác, đó là blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người có 2 con nhỏ. Còn bà Trần Thị Nga thì là có 4 con, trong đó có 2 con nhỏ. Chúng tôi xin được nghe cái bình luận của bà đạo diễn Song Chi. Xin mời bà. Tôi đã nghĩ là mình sẽ không ngạc nhiên về bất cứ cái hành động nào hay bất cứ việc làm nào của cái nhà nước Việt Nam nữa. Nhưng mà cuối cùng khi cái bản án trước đây với vừa rồi cái bản án với lại blogger mẹ nấm 10 năm tù và với cái bản án của đối với nhà hoạt động Trần Thị Nga 9 năm tù thì thực sự là tôi cũng vẫn cứ ngạc nhiên, vẫn bị sốc như thường. Tại vì phải nói là nó quá nặng. Trước đó là tôi nghĩ là nhiều người cũng nghĩ như tôi là sẽ không đến mức là 9 năm, 10 năm tù dành cho mẹ nấm trước đây hay là cho Trần Thị Nga. Thứ nhất là vì họ là những, nếu mà tính về những cái hoạt động ấy, thì họ đấu tranh rất là ôn hòa và họ đòi hỏi những cái quyền lợi cũng rất là cụ thể, những cái quyền lợi phải nói là những cái quyền rất là căn bản cho cái quyền con người. Cái quyền được lên tiếng nói, quyền được minh bạch thông tin, rồi thì được tham gia và phản đối cái chuyện Trung Quốc hay là phản đối cái vụ Formosa hay là cái vụ Dân Oan, có nghĩa là những cái nó rất là cụ thể. Không có cái gì là đề cập đến cái chuyện là lật đổ chế độ hay cái gì đó cả. Và những cái phương thức của họ thì cũng rất là ôn hòa thôi. Nhưng mà cuối cùng thì cái bản án nó lại quá nặng. Thì đầu tiên hết là sau đó thì tôi mới nghĩ tại sao nó lại như vậy. Thì tôi nghĩ là thứ nhất á, tại sao họ lại chọn những cái người phụ nữ mà những người mẹ đơn thân và có những đứa con nhỏ như vậy. Thì với những cái bản án nặng nề thì thứ nhất có phải chăng là họ muốn đánh vào mặt tâm lý, đánh vào mặt tâm lý đối với cái người mà bị kết án, và thứ hai là đánh vào mặt tâm lý đối với tất cả những cái người khác. Nhưng mà chúng ta thấy là họ đã thất bại. Thì nếu mà muốn tạo ra cái sự khuất phục đối với cái người bị kết án thì thực tế là cả blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và cả Trần Thị Nga đều đã không đầu hàng, đã rất là kiên cường đến phút cuối cùng trước tòa. Còn nếu mà đánh vào tâm lý sợ hãi của những người bên ngoài thì chúng ta cũng không thấy có cái sự sợ hãi đó, mà ngược lại chỉ thấy sự căm thù.
nếu chúng ta nghe theo dõi cái Facebook và tất cả mọi thứ. Nhưng mà tại sao một mặt khác là có vẻ như nhà cầm quyền Việt Nam muốn cho thấy là họ không nhượng bộ, họ hoàn toàn không nhượng bộ. Trong cái hiện nay như chúng ta thấy là cái tình hình hoàn cảnh của Việt Nam thì nó rất là cùng quẫn, rất là bế tắc về mặt kinh tế, nợ công rồi thì là tất cả nợ rồi, về mặt kinh tế thì như vậy, rồi về mặt ngoại giao thì chúng ta thấy chưa bao giờ Việt Nam cô đơn đến như lúc này. Tức là bây giờ nhìn quanh quốc thì Việt Nam hoàn toàn không có đồng minh, hoàn toàn không có ai cả, mà ngay cả cái sự lên tiếng của trước đây thì còn có thể hy vọng là Mỹ hay ví dụ như vậy, nhưng mà Mỹ chúng ta thấy dưới thời Donald Trump thì Donald Trump không có quan tâm gì lắm đến cái vấn đề nhân quyền. Và với các nước phương Tây thì họ cũng bận rộn với rất nhiều vấn đề khác. Nếu họ có lên tiếng thì cũng chỉ lên tiếng như vậy thôi. Thì có nghĩa là Việt Nam biết rằng bây giờ Việt Nam có thể đàn áp, mà điều đó cũng sẽ không ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà mặt khác, trong cái sự cô đơn đó, thì họ thay vì lựa chọn cái con đường là để thay đổi, thì họ lại lựa chọn cái con đường là đối đầu với người dân và thần phục Trung Quốc. Thì khi họ chọn cái con đường thần phục Trung Quốc như vậy, đối đầu với dân thì họ phải gia tăng đàn áp để mà họ khẳng định cái con đường của họ, họ sẽ không phục vụ. Thì tôi nghĩ nó là như vậy. Vâng, thưa bà là phụ nữ, chắc là bà hiểu về tâm lý phụ nữ hơn cá nhân tôi, đây là nam giới. Bây giờ một người phụ nữ mà 4 con, trong đó 2 con nhỏ, một người khác thì 2 con nhỏ, bây giờ họ bị bắt, không biết là vì những lý do gì nữa, thì bây giờ cái tình cảnh như thế, ai chăm sóc con cái của họ? Như thế nào đấy, bà nghĩ thế nào? Tôi thấy tất cả khi mà cái thông tin của blogger Mẹ Nấm bị bắt và bị kết án, rồi sau đó là cái sau đó là nhà hoạt động Trần Thị Nga, thì tất cả rõ ràng chúng ta thấy tất cả những ai mà có quan tâm theo dõi cái tình hình chính trị và có nặng lòng với lại cái hoàn cảnh đất nước, thì tất cả đều cảm thấy xót. Rất xót, trước hết là cho những người phụ nữ bị giam cầm, nhưng mà thứ hai là cho những đứa trẻ. Thì không ai có thể cảm thấy cầm lòng được khi mà thấy những cái đứa trẻ mà phải mồ côi mẹ ngay khi mẹ đang còn sống như vậy. Một cái khoảng thời gian rất là quá dài. Và cái giai đoạn mà lại đang phát triển về mặt tâm lý, về mặt thể chất và cần hơn bao giờ hết là cần có mẹ bên cạnh. Thì tôi thấy rõ ràng là tất cả đều rất là xót. Và chính vì vậy mà chúng ta thấy cái sự hỗ trợ của tất cả mọi người đối với lại blogger Mẹ Nấm bằng cái cách mà hỗ trợ về tinh thần đối với lại người mẹ của Mẹ Nấm hay là với 2 đứa nhỏ, cũng như là với cái trường hợp của Trần Thị Nga bây giờ cũng vậy, thì mọi người đã tìm cách hỗ trợ về mặt tinh thần, tìm cách đóng góp chia sẻ về mặt vật chất để nói lên rằng là tất cả đều cảm thấy rất xót cho những đứa trẻ. Thì tôi nghĩ rằng là chính vì vậy chúng ta phải thấy là chúng ta phải cảm phục cái sự mạnh mẽ của những người mẹ ấy, bởi vì không ai tất cả mọi người mẹ thì đều yêu thương con cả. Họ có thể hy sinh rất nhiều thứ, nhưng mà khi đối với con thì họ bao giờ cũng mềm yếu cả. Thế mà khi họ chọn đường con đường đấu tranh và họ chọn không khuất phục, thì cái giá mà họ trả rõ ràng là quá đắt. Chính vì thế mà chúng ta rất rất là cảm phục họ. Vâng. Thực sự là như vậy. Vâng, xin hỏi bà thêm một ý nữa trước khi chúng tôi xin được vấn ý của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao là, thưa bà, nếu bây giờ tưởng tượng bà đặt bà vào vị trí của 2 người phụ nữ mà bị kết án bằng những bản án được cho là nhiều người cho là rất là nặng, và quốc tế cũng có nói rất nặng như thế, thì bây giờ mình bị kết án nặng thế 9 năm, 10 năm, con mình bên ngoài như thế, nằm trong tù, thì những người phụ nữ đó như thế nào bà có thể... Tôi nghĩ như thế này. Tất nhiên là khi mà đứng trước mặt công an, đứng trước mặt kẻ thù, xin lỗi, đứng trước mặt công an, đứng trước mặt tòa án, thì những người phụ nữ ấy sẽ cứng cỏi. Nhưng mà rõ ràng đêm nằm một mình trong trại giam, tôi tin rằng họ không thể nào không khóc. Họ không thể nào không xót được. Là bởi vì bỏ lại những đứa con quá nhỏ. Mà cái gánh nặng bây giờ là để lên vai mẹ già trong trường hợp của Mẹ Nấm. Gánh nặng đó để lại trên vai của người chồng trong trường hợp của Trần Thị Nga. Thì như vậy là rõ ràng là tôi tin là họ không thể nào mà không khóc, họ không thể nào mà không đau đớn được. Nhưng mà bởi vì như Mẹ Nấm và như nhiều người khác cũng nói, nếu chúng ta không làm, nếu chúng ta không đóng góp cái việc phần nhỏ thì bây giờ ai làm? Mà thật sự những cái điều đó thì cũng là những cái chuyện là cho cái thế hệ tương lai của các con thôi, để một cái môi trường sống tốt đẹp hơn, một cái xã hội tốt đẹp hơn thì mọi người phải lên tiếng. Điều mà tôi buồn là thật sự ra cái số người quan tâm đến tình hình chính trị, số người dám đứng lên tiếng thì nó vẫn còn là một cái con số rất là nhỏ nhoi trong cái xã hội Việt Nam. Chính vì vậy mà rõ ràng là bao nhiêu thế hệ đã hy sinh, nhưng mà rõ ràng cái con đường để đi đến một cái quốc gia độc lập, tự do, dân chủ thật sự
cho Việt Nam nó cũng còn quá xa. Thật sự là như vậy. Tôi nghĩ rằng trong những ngày tháng này nè, rõ ràng tất cả những ai quan tâm đến Việt Nam thì cái câu hỏi là đất nước này rồi sẽ đi về đâu? Thì rõ ràng là dù chúng ta đều tự hỏi mình và hỏi lẫn nhau cái câu hỏi đó. Nhưng nó cũng giống như là những cái con người mà đứng trên cái tàu, hoặc là dù đứng ngay trên tàu, hoặc là đứng bên ngoài nhìn vào, thì thấy cái con tàu nó đang chìm với một cái tốc độ rất nhanh. Nhưng câu trả lời kinh khủng nhất đó là chúng ta không có câu trả lời. Chúng ta không biết được là cái số phận của cái đất nước này nó đi về đâu cả. Cho nên cái sự hy sinh, chính vì vậy mà cái sự hy sinh của những người mà dẫn dấn thân lên tiếng, nó vừa lẻ loi mà nó vừa phải nói là rất rất đáng phục, nhưng mà đồng thời cái giá trả cũng quá đắt. Nó quá đắt bởi vì chúng ta không nếu mà chúng ta không lên tiếng, không tiếp nối nữa, thì những người đó hy sinh vẫn phải tiếp tục hy sinh, và họ 10 năm, 9 năm, 10 năm như thế. Vâng, xin cảm ơn cái chia sẻ vừa rồi của bà Song Chi. Vâng, và thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, theo ông thì những cái người phụ nữ trong trường hợp này là bà Trần Thị Nga ở Nam Hà đấy, và bà blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, mẹ Nấm đấy, ở Khánh Hòa đấy, thì họ có tội hay không? Bản án, các cái bản án mà được đưa ra như thế thì ông có bình luận như gì không thưa ông? Không những là các cái bản án đối với lại trường hợp mẹ Nấm vừa rồi, hoặc là gần đây nhất là cô Trần Thị Nga đấy, theo tôi đánh giá là nó như là những cái bản án mà căn cứ để buộc tội nó rất là có thể nói nó không giống các cái đất nước mà văn minh có nhà nước pháp quyền, nó dựa vào những cái căn cứ mà rất mơ hồ. Đấy, cụ thể là như là cái việc tội chống nhà nước, tuyên truyền chống nhà nước, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, rồi tội hoạt động chống lại nhà nước, vân vân. Thế thì những điều luật này khi mà Việt Nam phải điều trần về vấn đề cam kết thực hiện các cái công ước quốc tế về nhân quyền đấy, đã có nhiều nước người ta khuyến nghị rằng là đề nghị là một là phải chuẩn hóa, tức là phải đưa ra những tiêu chí rõ ràng của những cái tội này. Hai là tốt hơn hết là nên bỏ nó đi. Đó. Thì cái khuyến cáo đó là quốc tế, là khuyến cáo Việt Nam rất nhiều. Đó. Thế nhưng mà Việt Nam là vẫn cứ kiên trì là giữ cái những điều luật đó, và theo tôi theo dõi cả hàng chục năm nay đấy, thì là cái việc mà kết tội với những cái tội đó là phần lớn là những người thực hiện cái quyền tiếng nói của mình một cách ôn hòa, và luôn luôn là bị kết án. Thế chỉ có điều gần đây nhất thì tôi cũng thấy một cái hiện tượng là đối với những người phụ nữ như vậy mà tại sao lại kết án ở cái mức quá nặng như vậy, 10 năm, tại sao như vậy? Thế thì tôi cũng chia sẻ một ý kiến cho rằng là phải chăng là nhà nước Việt Nam hiện nay đang thấy rằng là rất nhiều người bất đồng chính kiến với mình. Ở đây tôi xin nói là bất đồng chính kiến không nhất thiết là cứ phải đi biểu tình và hô khẩu hiệu. Ở đây bất đồng chính kiến thì có thể tìm thấy ở trên mạng xã hội rất nhiều, có thể con số lên hàng triệu, là không đồng tính với nhà nước là có nghĩa là bất đồng chính kiến. Thế thì phải chăng là cái việc xét xử này một cách chủ quan để mà đưa ra những cái án rất nặng để răn đe với tất cả những người nào bất đồng chính kiến chăng? Thì theo tôi nếu như mà cơ quan quyền lực nhà nước mà nghĩ như vậy đó, hoặc là hành xử như vậy đấy, thì theo tôi lợi bất cập hại. Chắc chắn là những việc làm sai trái về mặt chính sách, về mặt đường lối, về những cái hành vi sai trái của quan chức tham nhũng cũng như cơ quan công quyền đấy, mạng xã hội sẽ càng ngày càng bộc lộ ra hết, và người ta càng ngày người ta sẽ còn ý kiến khác với lại nhà nước. Vậy thì liệu việc bắt giữ, đe dọa tù đầy như thế đấy, có đe dọa được hàng triệu người Việt Nam hay không? Thì tôi nghĩ rằng là những người làm chính sách về an ninh quốc gia cũng như làm cái chính sách về quản trị xã hội đấy, cần phải suy nghĩ kỹ hơn về cái điều này. Bởi vì tôi lại nhắc lại câu nói của cái ông tổ của chủ nghĩa xã hội là ông Marx, thì ông có nói một câu rất rõ: ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh. Đó. Thế thì liệu áp bức có làm dịu đi được đấu tranh hay không, thì tôi nghĩ rằng quy luật chắc là tất yếu là không thể dịu được. Chỉ có sự thật, chỉ với công bằng, công lý mới dịu đi sự đấu tranh và cái tính thuyết phục cao được. Chứ còn dùng các bản án như thế này, theo tôi đó là điều rất đáng buồn, và những nhà cầm quyền nên là thay đổi cái chính sách này đối với những người bất đồng chính kiến, không nên như vậy.
Đó là ý kiến của tôi. Vâng, xin được cảm ơn ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao. Ông là Viện trưởng của Viện Chính sách Pháp luật và Phát triển. Thưa quý vị, nếu quý vị theo dõi BBC Việt ngữ trong tuần này đấy, thì BBC Việt ngữ của chúng tôi cũng có một cái bài báo, đó là bài Các gương mặt tù nhân lương tâm là nữ ở Việt Nam, đăng ở trên cái trang nhà chúng tôi là bbcvietnamese.com. Ở trong này thì là nhân cái sự kiện mà hai cái vụ xử liên tiếp vừa rồi với bà Trần Thị Nga và trước đó với bà blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, thì phóng viên của chúng tôi cũng có điểm lại một số những cái gương mặt nữ là tù nhân lương tâm và chính trị ở Việt Nam. Thì trong đó ở đây chẳng hạn như quý vị thấy như là có bà Lê Thị Công Nhân, rồi thì bà Tạ Phong Tần, vân vân. Vâng, vâng, có một câu hỏi với bà Song Chi, tức là bây giờ nhờ BBC muốn hỏi bà là bây giờ muốn để thế giới có thể can thiệp như thế nào, giúp đỡ thế nào được cho với hai trường hợp là bà Nga với bà Nấm, thì có thế giới có thể can thiệp như thế nào, giúp đỡ như thế nào hai trường hợp này, thưa bà? Như từ trước đến giờ chẳng hạn, thì thường thường là khi có một cái trường hợp mà bắt bớ giam cầm một cái người bất đồng chính kiến hay là một cái nhà hoạt động nhân quyền nào đó, thì thường là ở bên ngoài, ở trong nước và bên ngoài chúng ta kết hợp, xong rồi tìm cách là truyền tải thông tin, tìm cách đưa những cái bài báo, rồi thì ký những cái kiến nghị, rồi rồi thì những cái hoạt động biểu tình tại những cái quốc gia mà chúng ta đang sống, rồi hoặc là ký đơn kiến nghị gửi tới các cái tổ chức quốc tế, tới các cái tổ chức phóng viên không biên giới, rồi tới các cái tổ chức khác, ví dụ như vậy. Thì thông qua đó, tức là hiện nay tôi nghĩ chúng ta vẫn phải tiếp tục làm như vậy thôi, tức là bằng cách nào chúng ta truyền tải từ cái thông tin qua bên ngoài đến với càng nhiều nơi càng tốt, càng nhiều quốc gia càng tốt, thì như vậy thì chúng ta mới may ra mới có thể đánh động được đến họ, và mới hy vọng rằng là trong cái hoạt, như chúng ta biết là Hà Nội thì lúc nào cũng cùng quẫn trong cái thế cùng quẫn về kinh tế và trong cái thế cô đơn về ngoại giao, thì Hà Nội chắc chắn sẽ không dám ví dụ như chẳng hạn bây giờ mà như trước đây cũng vậy, với cái trường hợp một số mà Mỹ mà khi họ gia tăng sức ép, thì cuối cùng là Hà Nội vẫn phải phóng thích một số cái tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị sang cái quốc gia khác. Thì vừa rồi cũng mới phóng thích thêm, không phải phóng thích, tức là gọi là trục xuất một tù nhân lương tâm qua Pháp, là anh Đặng Xuân Diệu. Thế thì bây giờ có lẽ là chúng ta vẫn phải tiếp tục bằng cách là tác động truyền tải thông tin, viết báo, rồi thì ký đơn kiến nghị, tất cả mọi cái để tác động đến bên ngoài, thì chúng ta hy vọng rằng họ sẽ hỗ trợ, họ sẽ lên tiếng để bằng cách nào đó có thể giảm án, hay là thậm chí tất nhiên không ai mong muốn rằng đấu tranh để rồi lại bị trục xuất sang nước khác sống một cuộc sống lưu vong cả. Nhưng mà trong cái trường hợp, nếu tôi chỉ đặt vấn đề là nếu như các nước họ can thiệp và họ đặt vấn đề với lại mẹ Nấm, hoặc là họ đặt vấn đề với lại Trần Thị Nga, thì đó sẽ là lựa chọn của mỗi người. Thì có thể là có thể là cả hai sẽ chọn cách ở lại, nhưng mà có thể là cả hai sẽ chọn ra đi để được ở bên cạnh con. Thì ngay trong trường hợp nếu họ lựa chọn sự ra đi nữa, thì chúng ta cũng sẽ không có cái gì để mà trách cả, là bởi vì thật sự rằng là họ đã đóng góp cái phần của mình trong cái công cuộc, trong cái việc lên tiếng nói. Thì mỗi người đều làm một cái phần nhỏ của mình, mỗi người đặt một cái viên gạch, thì họ đã làm được cái phần của họ. Và chúng ta còn thông cảm hơn nữa là họ có con nhỏ, thì nếu họ lựa chọn như vậy thì chúng ta cũng hoàn toàn hiểu thôi. Nhưng mà tôi không biết rằng là thì nó sẽ như thế nào. Thì tôi chỉ hy vọng là cái việc chúng ta ở bên ngoài cũng như trong nước là chúng ta tiếp tục lên tiếng, thế thôi. Vâng, xin cảm ơn ý kiến của bà Song Chi. Thưa các quý vị đang theo dõi chương trình Bàn tròn trực tuyến hàng tuần của BBC Việt ngữ phát trên kênh Facebook Live, và chủ đề ngày hôm nay là điểm các cái sự kiện đáng chú ý ở Việt Nam, trong đó là có cái sự kiện liên quan tới khoan dầu Biển Đông và sự kiện liên quan đến phiên xử, vụ xử, bản án với bà Trần Thị Nga, nhà hoạt động ở Nam Hà. Bây giờ nếu quý vị vào trang vietnamese.com của chúng tôi, bbcvietnamese.com đấy, thì chúng tôi đang có một số bài báo. Tiện đây chúng tôi xin giới thiệu với các quý vị, đó là bài tháng 3 năm 2019 dừng tự do lưu trú Anh EU, rồi nhà quan sát không kỳ vọng tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Nội dung khác, chẳng hạn như Biển Đông làm rõ tin Việt Nam phải dừng khoan, Mỹ chế tài 13 quan chức Venezuela, Manila sẽ hỏi láng giềng trước khi ký với Trung Quốc, rồi cựu chiến binh bị bắt vì lật đổ chính quyền. Một số các cái tin khác như là Trung Quốc sắp nắm đầu ga xe lửa Hồng Kông, Bắc Kinh, Biển Đông đang
tiến tới ổn định, vân vân. Chúng tôi cũng có cái mục là mục góc nhìn và chuyên mục, trong đó có cái một số cái tin bài như là có nên bám trụ công việc của mà mình ghét, nơi du khách đãi vàng tìm kho báu, rồi luật sư Việt Nam vô vọng trong các vụ an ninh, vân vân. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được hỏi Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao. Thưa quý vị, trước đó thì chúng tôi có một cái nhận được một cái tin một bình luận của bạn tên là Rotin Trần nói rằng là lương tâm của các nhà lãnh đạo Việt Nam đâu rồi, có một cái câu hỏi như thế. Bây giờ xin được hỏi ông Hoàng Ngọc Giao, thưa ông, nhưng mà theo truyền thông trong nước cũng như theo cái thông tin từ chính quyền Việt Nam ấy thì trường hợp của hai cái nữ nhà hoạt động nữ mà bị xét xử này là vì họ đã vi phạm pháp luật hình sự của Việt Nam và họ đã phạm những cái tội như là tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 vân vân, thì ông bình luận thế nào ạ, ông thấy thế nào? Vâng, tôi bình luận ngay là không chỉ cái vụ vừa rồi đối với các nữ đấu tranh cho dân chủ và có bất đồng chính kiến với nhà nước, mà kể cả tất cả các vụ trước đây đối với lại Lê Công Định, Cù Huy, Hà Vũ cũng như ấy thì là đều cho rằng đó là những người vi phạm pháp luật. Thì ở đây chúng ta cần phải làm rõ với nhau rồi rằng là pháp luật này là pháp luật nào, pháp luật này nó có đúng cái chuẩn mực bảo vệ quyền con người không, hay là pháp luật này nó là công cụ cho nhà cai trị để mà giữ gìn cái chế độ của những người lãnh đạo. Cho nên ở đây cái câu chuyện rằng là những người đó là vi phạm pháp luật là xử, cái câu chuyện này thì Việt Nam đã nói rất nhiều lần, kể cả những lần điều trần về nhân quyền cũng đã nói rồi. Cho nên ở đây tôi muốn đặt vấn đề rõ là pháp luật này là pháp luật nào. Pháp luật là công cụ để bảo vệ quyền của nhân dân, quyền của con người được cất tiếng nói, được tự do tư tưởng, hay là cái pháp luật này để bảo vệ một cái chế độ do một cái nhóm người lãnh đạo. Đấy là cái câu chuyện cần phải làm rõ. Đấy, cái việc thứ hai nữa, nhân đây tôi muốn nói luôn là đúng là nếu như chúng ta là mong sao để có thể đảm bảo được cái quyền có tiếng nói của người dân ở Việt Nam đó, thì cái sự hỗ trợ của quốc tế đấu tranh về gây áp lực về ngoại giao để mà trợ giúp cho những người đang bị án ở Việt Nam thì theo tôi đó là cái việc từ trước đến nay vẫn làm. Tuy nhiên, tôi nghĩ theo tôi đánh giá và quan sát ấy, thì cái đạo luật Magnitsky vừa rồi mà hai viện của Hoa Kỳ đã thông qua đấy là chế tài đối với lại những cá nhân vi phạm nhân quyền và phạm tội tham nhũng lớn, thì theo tôi rất kỳ vọng vào cái đạo luật này. Đó, nếu như cái đạo luật này mà ví dụ trong trường hợp thẩm phán mà xét xử mẹ nấm xét xử chị Nga mà vào cái danh sách mà phải chế tài này đấy, thì rõ ràng rằng là người ta sẽ cảm thấy bị vào cái danh sách đó đấy, thì người ta sẽ chắc chắn là từng cá nhân một sẽ không dám quá mức lạm dụng hay là sử dụng quyền lực của mình để mà chấn áp cũng như là xâm phạm quyền con người đối với người khác. Thì theo tôi cái đạo luật tôi thấy rằng rất nhiều người ở Việt Nam đang kỳ vọng vào cái việc thực thi cái đạo luật Magnitsky. Vâng, xin hỏi ông, bây giờ chúng ta còn khoảng độ 6 phút nữa thì kết thúc cái chương trình này ạ, thì chúng tôi xin được phép được hỏi ông Hoàng Ngọc Giao thêm một ý nữa và sau đó thì xin phép được quay trở lại với vị khách là bà Song Chi ở trong studio. Thưa ông, có cái ý kiến họ đặt ra thế này là thứ nhất là không biết là có phải là Việt Nam thấy rằng là đây là cái thời điểm, và chẳng hạn như là trong các nước phương Tây thì Hoa Kỳ được cho là với dưới chính quyền của ông Donald Trump thì có giảm đi đấy, giảm nhẹ đi cái sự chú ý về cái vấn đề là hỗ trợ về nhân quyền ở trên quốc tế, trong đó thì là có thể liên quan tới khu vực của Việt Nam. Cho nên là mới có những cái bản án mà nó nặng như vậy, hay là có những cái động thái mà được cho là làm mạnh đến như thế đối với cái giới về bất đồng chính kiến, giới về vận động tự do, nhân quyền, dân chủ hóa v.v. ở Việt Nam. Đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là có người đặt ra vấn đề nói rằng là phải chăng là đây là cái thời điểm mà cũng vì trong bối cảnh như thế mà Việt Nam thấy rằng là để mà đàm phán sau này với các nước phương Tây đấy theo cách cũ ấy, tức là vì tôi không có kinh tế tài chính để đàm phán với anh cho nên chúng tôi sẽ thu nhiều vốn bằng việc là bắt giữ nhiều người như vậy để sau này chúng tôi đưa ra đàm phán. Và đây là thời điểm, thì ông bình luận thế nào? Vâng, về cái ý thứ nhất thì tôi cũng chia sẻ cái nhận định là trong bối cảnh hiện nay chính quyền của ông Donald Trump đấy dường như là đặt nước Mỹ trên hết và họ không có quan tâm nhiều đến vấn đề nhân quyền, và hơn thế nữa một cái hấp dẫn nữa đối với Việt Nam cũng không còn nữa, đó là cái hiệp định TPP không còn nữa, và những cái ràng buộc
liên quan đến quyền của người lao động cũng như là một số các cái ràng buộc khác nó không có nữa, không có lợi ích thì cũng không có ràng buộc nữa, cho nên là không có TPP. Rồi cái chính sách mà về liên quan nhân quyền của chính quyền Donald Trump cũng dường như bị sao nhãng. Đấy là một cái mà vấn đề, đấy là hai cái yếu tố. Nhưng mà tôi còn nhìn thấy một cái yếu tố thứ ba nữa, đó là thực sự cùng với lại cái sự phát triển cái truyền thông mạng đấy, thì cái nhận thức của người dân ngày càng nhiều hơn. Người ta nhìn nhận ra rất nhiều các cái đường lối sai trái, cũng như là rất nhiều quan tham của Việt Nam, tài sản bộc lộ rất nhiều. Và rất nhiều người Việt Nam hiện nay trên mạng xã hội là người ta rất bức xúc, và nó ảnh hưởng đến cái tính chính danh của chính quyền rất là ghê. Thế và tôi xin nhắc lại là trước cái tình hình như vậy đấy, thì có lẽ là một số người cho đã ra một cái chính sách là cần được cứng rắn, cần phải mạnh tay đàn áp. Và chính đó là cái lý do mà tại sao họ kết án thật nặng. Nhưng mà tôi xin nhắc lại là với một chính sách như vậy sẽ là một sự sai lầm rất lớn, bởi vì điều này nó tai hại vô cùng về mặt chính trị cũng như xã hội. Có nghĩa là gì? Bằng những bản án rất mạnh như thế đấy, thì chính quyền này đang đẩy ra khỏi mình, ra xa, không chỉ những người bị kết án, mà rất nhiều người đồng cảm với những người bị kết án. Có nghĩa là họ cũng đã tránh xa nhà nước, họ cũng đã coi như nhìn thấy cái sự coi như là cái tính chính danh của nhà nước ngày càng một yếu đi, thì cái đó rất nguy hiểm cho nhà nước. Thì tôi nghĩ những người làm chính sách nên xem xét lại cái chính sách mạnh tay này, không ổn. Đấy là liên quan đến cái ý thứ nhất. Vâng. Thế còn cái ý thứ hai, xin lỗi là cái ý thứ hai là cần để nêu gì anh cũng. Vâng, xin hỏi ông, tức là với cái chuyện mà gọi là người ta gọi là có cái dấu hỏi về chuyện có mặc cả hay không, và đây là thời điểm để mà thu đưa vào túi thật nhiều vốn để mặc cả. Cái câu chuyện có mặc cả hay không thì chắc là các vị lãnh đạo ở Việt Nam biết được. Nhưng mà thực tế đã cho thấy là không ít là cái câu chuyện mà phóng thích hay là trả tự do trước thời hạn cho người này người kia, nó đã từng được coi như là xảy ra vào một cái dịp mà ký kết một cái địa hiệp định thương mại hay một cái đàm phán thỏa thuận nào đó. Thì thực tế đã chỉ ra cho người ta thấy dường như là chính phủ Việt Nam là phải chăng là đã dùng cái tù nhân lương tâm để mà cả trong các cái deal về kinh tế. Cái này thì tôi thì không biết được chính sách của nhà nước như thế nào, nhưng mà trên thực tế trong thời gian qua đã từng xảy ra cái việc mà giảm nhẹ án hoặc là phóng thích những người trước thời hạn, những người bị giam tù nhân lương tâm trong những cái dịp mà cần đến cái quan hệ ngoại giao hay cần đến quan hệ kinh tế với nước ngoài nào đó, thì đấy là một hiện tượng rõ ràng. Vâng, xin cảm ơn ý kiến của ông Hoàng Giao. Thật nhanh, chúng tôi xin nói với quý vị là chúng tôi nhắc lại là có cái bài của chúng tôi về các cái gương mặt nữ mà là các tù nhân lương tâm đấy, thì trong đó có một, chúng tôi có điểm một vài thôi ạ. Trong đấy cho lại các vị như là Tạ Phong Tần, rồi thì Trần Khải Thanh Thủy, Cấn Thị Thêu, Nguyễn Thị Minh Thúy, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Lê Thị Công Nhân, Trần Thị Thúy, vân vân. Tất nhiên còn có nhiều trường hợp khác nữa như Bùi Minh Hằng hay là Thu Nguyên. Vâng, vâng, mời quý vị vào trang bbcvietnamese.com để theo dõi bài này với các tin bài khác. Bây giờ thì chúng tôi còn khoảng có 2 phút nữa, rất khó với bà, thưa bà. Vâng, và đây là ý kiến cuối cùng để dành cho bà trong chương trình này. Vâng, thì không biết là bây giờ về cái trường hợp của bà Trần Thị Nga nói riêng và cái chuyện về nhân quyền nói chung, bà có bình luận gì hay không? Xin mời bà. Tôi xin nói rất nhanh một cái chuyện về chị, về nhà hoạt động Trần Thị Nga. Thì ngày hôm qua tình cờ tôi vào Facebook và tôi thấy mọi người đang chia sẻ cái status của người chị ruột của chị Trần Thị Nga. Là vì trước đó là đại sứ Mỹ tại Việt Nam có lên tiếng là về bày tỏ cái sự quan tâm về cái chuyện mà bản kết án quá nặng như vậy, và đề nghị là Hà Nội phải trả phóng thích, Hà Nội phải trả tự do ngay tức khắc cho Trần Thị Nga. Thì ngay sau đó thì người chị ruột của Trần Thị Nga lại lên tiếng và bảo rằng là ông đại sứ Mỹ phải xin lỗi nhân dân Việt Nam, phải xin lỗi chính quyền Việt Nam vì đã binh vực một cái người đại loại là một cái người chống lại chống phá nhà nước như vậy. Đấy, và ông không có quyền gì để nói về cái vấn đề nhân quyền ở đây cả. Thì trong khi đó thì người em trai của chị Trần Thị Nga thì lại lên tiếng phản đối rằng là chị không có cái tư cách gì để đại diện cho gia đình để nói về cái chuyện như thế này. Thì như vậy là chúng ta thấy cái gì thật sự là rất sốc khi nghe thấy cái chuyện người chị ruột đã nói như vậy. Đấy, tức là cô ấy, tức là cái rõ ràng cái ý là một cái người hoạt động chống phá nhà nước như vậy thì hoặc là cái việc bị tù là hoàn toàn là đúng thôi. Thì qua đó chúng ta thấy gì? Thứ nhất là cái chuyện là rõ ràng là chúng ta vẫn có những người, còn một số lượng không nhỏ những người Việt Nam
bị tẩy não. Còn một cái số lượng không nhỏ người Việt Nam vẫn còn tin vào những gì nhà nước Việt Nam nói. Và như vậy đó rõ ràng là cái vai trò của BBC, của AFP, của VOA và của truyền thông mạng làm sao để truyền tải thông tin, tin tức sự thật đến với mọi người càng nhiều để cho mọi người hiểu sự thật. Đó là điểm thứ nhất. Thứ hai nữa là chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy là cái sự chia rẽ trong từng gia đình. Về cái việc bất đồng chính kiến cùng một gia đình như vậy, nhưng chúng ta thấy rõ ràng rất khác nhau như thế nào. Và cho thấy cả cái sự chia rẽ trong cái dân tộc Việt Nam vẫn còn rất lớn. Đó thì qua một cái trường hợp tôi thấy, tức là thực sự là rất sốc khi thấy là người ta lại có thể nghĩ như vậy. Và em mình bị kết án hoàn toàn là đúng thôi, bởi vì cho hoạt động chống phá nhà nước. Vâng. Ví dụ như vậy. Dạ vâng. Thế và cái ý kiến vừa rồi của bà Song Chi thì cũng đã khép lại cái cuộc tọa đàm bàn tròn trực tuyến trên Facebook Live tuần này của BBC Việt ngữ. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Quốc Phương, Hà My, Bảo Châu và toàn ban Việt ngữ, chúng tôi xin cảm ơn các vị khách đã nhận lời tham gia chương trình và xin cảm ơn tất cả quý vị BBC Việt ngữ, khán thính giả xa gần đã quan tâm chú ý theo dõi chương trình. Cảm ơn các quý vị một lần nữa và xin hẹn gặp lại. BBC và các vị.